Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã tiếp tục quay trở lại video ngày hôm nay của em Dũng Audi. Như thường lệ, ngày hôm nay em Dũng Audi tiếp tục lên sóng báo giá, giới thiệu chi tiết một mẫu xe ngon bổ rẻ đang được bày bán tại cửa hàng chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ lô 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn đây là một mẫu xe Chevrolet Captiva SUV gầm cao 7 chỗ. Xe được sản xuất năm 2007, đăng ký lần đầu 2008, số tự động, động cơ 2.4. Xe đang được cửa hàng em chào bán với giá 245 triệu đồng, một cái mức giá rất chi là yêu thương ạ. Vâng, 245 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã có thể sở hữu cho mình và gia đình mình một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ, thân vỏ chắc chắn, form dáng đẹp. Vâng, đây là những chi tiết bên ngoài này của chiếc xe này. Em đang đi một vòng để cho các bác cùng ngắm sơ qua. Đấy. Tiếp theo là em sẽ đi vào quay chi tiết phần ngoại thất của chiếc xe. Đầu tiên là phần đầu xe. Đầu xe thì logo và mặt ca lăng được mạ ốp chrome này. Đấy. Đèn là đèn bi salon siêu sáng này. Có trang bị đèn gầm này. Đấy, sang phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng đúc. Đấy, 4 phanh ABS. Lốp là lốp 17 inch. Đấy. Xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn LED. Đấy, tay lăng cửa mạ chrome. Ra đến phần đuôi xe thì xe được trang bị hai mắt cảm biến lùi nhá. Hai mắt cảm biến lùi nhá các bác. Vâng. Ống xả đôi nhá. Đấy. Tiếp theo là em sẽ đi vào quay chi tiết phần nội thất. Thì đầu tiên xe cũng được trang bị gương kính chỉnh điện, đấy, cụp điện, ghế chỉnh điện, đấy, táp ly táp lô hai màu là màu đen và màu kem. Có một vài chi tiết được phun giả vân gỗ nha các bác, rồi, rất chi là đẹp ạ. Vào trong xe thì xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin, đầu DVD theo xe, đấy, điều hòa, số tự động, động cơ 2.4. Đấy. Ghế là ghế da nhá. Ghế da nguyên bản theo xe này, cũng là màu kem luôn ạ. Trần thì là trần lý ạ. Trần thì là trần lý nguyên bản theo xe nhá. Vâng. Tiếp theo thì em sẽ đi quay phần chi tiết phần kỹ thuật của xe. Đấy, như là keo chỉ này. Thì đây là phần keo chỉ của cánh trên bên lái. Đấy, các bác có thể nhìn đây ạ. Keo chỉ thẳng tắp luôn nhá. Nguyên zin luôn ạ. Đấy. Đây là phần tai và phần bản lề. Đấy, còn rất chi là đẹp. Còn rất chi là sáng ạ. Ra phần ghế sau bên lái ạ. Thì phần keo chỉ phần ghế sau bên lái đây ạ. Đây ạ. Đấy. Thẳng tắp chưa các bác? Nguyên zin luôn à. Đấy, phần tai này, phần bản lề này, bản lề trên, bản lề dưới này. Đấy, còn rất chi là sáng, rất chi là đẹp nhá. Ra đến phần cốp xe. Thì đầu tiên, đây là phần đai ốc của cốp xe đấy ạ. Đấy, đai ốc thì chưa có hiện tượng mở ốc nhá các bác nhá. Đây, hai bên này ạ. Đấy, đây phần keo chỉ đấy ạ, keo chỉ của cốp xe đây. Đấy. Keo chỉ của cốp xe nhá. Nguyên zin luôn nhá các bác nhá. Em quay chậm để cho các bác xem. Đấy. Tiếp theo là phần đinh tán này, đinh tán của xe này. Nguyên bản luôn nhá các bác nhá. Đấy. Hai bên luôn. Đấy. Đây phần đinh tán. Còn phần khoang cốp xe. Khoang cốp xe thì hiện tại là em đang gập hai cái ghế đằng sau lại thì cốp xe thì rất chi là rộng. Đấy. Các bác có thể đồ để đồ thoải mái. Nếu mà các bác mà kéo hai cây ghế đằng sau lên thì cái khoang cốp sau thì nó cũng nhỏ thôi, chỉ để được một cái vali to thôi. Đấy. Còn đây là phần, đây là cái bộ dụng cụ để nâng hạ lốp sơ cua này khi các bác đi trên đường mà gặp sự cố này. Đấy. Bánh sơ cua thì được để ở dưới gầm xe nhé các bác nhá. Đây này. Đấy.
Tiếp theo là sang hai cánh cửa bên phụ. Đây là phần keo chỉ của cánh trên trước này. Đấy, thẳng tắp luôn nha các bác nhá. Nguyên zin luôn. Ngon bổ rẻ các bác. Cái gì vẫn còn nguyên zin luôn này. Bản lề đấy ạ. Đấy. Bản lề trên, bản lề dưới nhá, vẫn còn rất chi là sáng luôn. Cái ghế sau đây ạ. À, cánh cửa đằng sau luôn. Đấy. Keo chỉ cánh cửa đằng sau đây ạ. Đấy. Nguyên zin nhá các bác nhá. Tai này. Bản lề đấy ạ. Vẫn còn rất chi là sáng nhá, trên dưới luôn. Đấy. Không gian ghế đằng sau đây ạ. Rất chi là rộng luôn. Ghế là ghế da nhá, ngồi rất chi là êm ạ. Tiếp tục là em sẽ quay chi tiết phần khoang động cơ để cho các bác cùng xem. Ui giời, lặng quá. Đây là khoang động cơ này. Đấy. Thì đầu tiên nó cũng là phần đai ốc đi. Đai ốc thì cũng vẫn rất chi là mới và sáng, chưa có hiện tượng mở ốc nha các bác nhá. Hai bên luôn này. Đấy. Đai ốc. Đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ thẳng tắp luôn. Đấy. Keo chỉ thẳng tắp luôn nha các bác nhá. Đấy. Đây là phần ụ của giảm sóc này. Đấy, rất chi là mới. Sắt răng đấy ạ. Đấy, sắt răng đây. Sắt răng cũng còn rất chi là mới luôn. Đây, ụ giảm sóc bên này đây luôn này. Đấy. Đây là khoang động cơ này. Thì động cơ thì cũng xe nó cũng sản xuất 2007, đăng ký lần đầu 2008. Thì tính đến nay nó cũng được 12, 13 năm rồi các bạn ạ. Thì nói chung là mình cũng không đòi hỏi đi gì được nhiều. Như này là quá tương đối rồi các bác nhá. Khoang động cơ như này là quá tương đối rồi. Còn rất chi là sạch sẽ, không có hiện tượng chảy dầu, chảy mỡ. Đấy. Động cơ còn rất chi là sáng. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy đây ạ. Đấy. Vâng. Thì vừa rồi em cũng đã quay chi tiết phần ngoại thất, nội thất, đấy, khoang động cơ của chiếc Chevrolet Captiva cho các bác nhà mình cùng theo dõi và cùng cảm nhận. Đấy, xe thì còn rất chi là đẹp. Thì nếu mà bác nào mà yêu thích cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Có Zalo thì em Dũng sẽ tư vấn và giải thích thêm cho các bác. Còn bác nào mà muốn test xe, xem xe và chạy thử xe thì có thể đến cửa hàng em tại địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị phía Tây Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe và chạy thử xe. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng Audi có video báo giá giới thiệu chi tiết về những cái mẫu xe mà mới về cửa hàng, hoặc là những cái buổi live stream báo giá trò chuyện tư vấn trực tiếp của em Dũng Audi thì các bác sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Đấy. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video này của em. Vâng, em xin hẹn với các bác những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.